Linh, gọi tắt là UEH, cái nôi đào tạo nhà quản lý và doanh nhân thành đạt, đã trải qua lịch sử 40 năm với những cột mốc quan trọng 1976, 1987, 1996, 2000, 2011, 2014, 2016. Khởi đầu từ ban tiếp quản Đại học Luật khoa Sài Gòn và các trường đại học kinh tế khác của miền Nam trước ngày giải phóng. Ngày 27 tháng 10 năm 1976, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập trên cơ sở vật chất của Đại học Luật khoa Sài Gòn sau hơn một năm vượt qua bao khó khăn trở ngại. Tại thời điểm này, trường có 37 giảng viên cơ hữu. Đến tháng 3 năm 1977, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Tấn Lập được bổ nhiệm hiệu trưởng đầu tiên của trường. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế, phục vụ yêu cầu cấp bách tái thiết đất nước sau chiến tranh. Ngày 23 tháng 5 năm 1987, Hội đồng trường đầu tiên ra đời, giám sát toàn bộ hoạt động của nhà trường, gồm 25 thành viên và giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Tấn Lập, hiệu trưởng làm chủ tịch. Ngày 9 tháng 7 năm 1996, thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh và khoa Kinh tế của Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Đội ngũ của trường đã tăng lên 688 người với 2 giáo sư, 22 phó giáo sư, 2 tiến sĩ, 89 phó tiến sĩ. Ngày 10 tháng 10 năm 2000, bằng quyết định số 118 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Kinh tế tách ra khỏi hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với 10 khoa đào tạo, 3 ban chuyên môn và tổng số đội ngũ là 690 người, trong đó có 4 giáo sư, 25 phó giáo sư, 126 tiến sĩ. Kể từ năm 2011, UEH nỗ lực đổi mới phương thức quản trị theo hướng hiện đại, từ công tác định biên đến quá trình tuyển dụng, phương thức đánh giá kết quả thực hiện công việc đến chính sách phân phối và đãi ngộ. Bên cạnh đó, trường đã công bố hệ thống nhận diện thương hiệu và đúc kết rõ nét những giá trị cốt lõi của văn hóa nhà trường. Thời điểm này, trường đã có 891 người với 7 giáo sư, 38 phó giáo sư, 148 tiến sĩ. UEH lớn mạnh mỗi ngày từ sự đồng lòng của đội ngũ viên chức nhà trường. Tháng 9 năm 2014, lần đầu tiên một chuỗi hội nghị dành cho viên chức không giữ chức vụ được thiết kế với tên gọi Good to Day. Từ năm 2007, UEH là một trong 5 trường tiên phong tự chủ về tài chính trong hệ thống các trường đại học công lập Việt Nam. Đây là một trong những bước chuẩn bị quan trọng để đến ngày 29 tháng 12 năm 2014, UEH trở thành trường đại học đầu tiên của Việt Nam được chính phủ tín nhiệm giao quyền tự chủ trong mọi hoạt động. Năm 2016, UEH khởi đầu nhiệm kỳ mới 2016-2021 với đội ngũ gồm 9 giáo sư, 52 phó giáo sư, 179 tiến sĩ và 122 nghiên cứu sinh đang học tập trong và ngoài nước. Từ hội nghị lãnh đạo của nhiệm kỳ với tên gọi Build to Last, 180 viên chức quản lý nhà trường đã cam kết cùng nhau thực hiện chiến lược phát triển UEH trong giai đoạn mới. Theo đó, UEH sẽ cấu trúc tổ chức bộ máy để vận hành như cơ chế của một đại học vùng nhằm tương thích với mô hình của các trường đại học tiên tiến trên thế giới.